lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô học mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa, giờ già hơn trước.
ngày từng ngày dệt bao ước mơ cho mai sau đây sẽ không muộn phiền. Xin được chào mừng tất cả quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh về tham gia kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của người học sinh trường trung học cơ sở Cam Lộ Niên Khóa 199/2023 hôm nay. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn, 20 năm là quá dài để trọn vẹn chúng ta có thể ngồi bên nhau để nhìn trang người kéo dài như bất tận, để những câu chuyện buồn vui đang cả nhau không dứt, để gần lại trong một chúng ta là xa nhau thật đấy. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ thật đấy, nhưng khi chúng ta đã về đến bên nhau thì những tháng năm thân sơn bỗng chốc lại tràn đầy kỳ diệu. Và hôm nay thân sơn thực sự đang ở đây, nơi có mặt của gần 40 thầy quý thầy cô cùng 150 bạn học sinh. Em xin bắt đầu giới thiệu anh là Trần Phương từ lớp C, và người đồng hành của em hôm nay chỉ là bạn Thảo Thùy đến từ quận D. Xin trân trọng mời bạn Thảo Thùy tỏ lời. Lời đầu tiên em xin cảm kể với thầy cô và các bạn từ học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, cuộc đời của mấy lần 20 năm biết rằng thời gian một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng tuổi học trò ơi nhiều lắm. Hôm nay về thăm trường cũ sau bao năm xa cách, trường xưa có nhiều nét đổi thay, nhưng vẫn còn đó nhiều nét xưa, dáng cũ thân quen, nhiều tháng năm trực trở đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Khi trở thành ta mới thấu, mới chấp thủ những giây phút ngây ngô của tuổi trẻ, với những cảm xúc đầy ắp những nỗi nhớ, niềm vui và niềm hoài niệm về một thời đã xa. Sự tri ân sâu sắc nhất được về thầy cô giáo trong niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng em. Ngày hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi, người học sinh niên khóa 1999/2003 của chúng em đã có cuộc gặp gỡ, hồi ngộ đầy cảm xúc để tìm về ký ức hoài niệm cũ, để chúng ta được sống lại về tuổi thơ, sống lại về những hoài bão vẫn còn dang dở nơi mà 20 năm chúng em được cùng nhau vượt dòng thời gian để trở về ký ức em đề sự tuổi học trò sau những năm tháng ở giữa mặt trường thân yêu. Nhờ những linh thời thầy cô gieo chữ dạy dỗ chúng em không ngừng tình người, dù có xa vui trường cũ thân yêu, lòng chúng em vẫn thương vẫn nhớ. Xin hãy nhận lời tri ân sâu sắc của chúng em, trò cũ của thầy cô. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô và các bạn. Chúc thầy cô và các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước hết thay mặt tập thể giáo viên nhà trường cùng với học sinh rất là cảm ơn tấm lòng của các bạn học sinh của trường khóa 1999/2003 gửi gắm đến trường. Nhà trường rất là vui mừng đón các bạn trở lại trường, các bạn khóa 1999/2003 có thể nói đấy là những khóa đầu tiên của trường. Trường thành lập năm 1996, năm 1999 các bạn có mặt tại trường. Như vậy có thể nói những cái gì mà những cái ngày sơ khai đầu tiên thì thầy cần cô châu và tất cả các thầy cô đấy cùng với các bạn là những người đặt nền móng đầu tiên cho nhà trường trong những cái ngày đầu của thành lập. Với cái điều đó thì khi các bạn trở lại trường có thể nói là nhà trường rất là vui mừng ở chỗ là những cái cuộc gặp gỡ này của các bạn chính là giúp chúng tôi nhìn lại lịch sử trường, ôn lại truyền thống trường được gặp gỡ với bao thế hệ khác. Đó là cái điều mà nhà trường rất là trân quý. Những cái thành tích mà các bạn ghi lại những cái năm trước bây giờ báo cáo với các bạn và các thầy cô vẫn duy trì được, và nhiều cái thành tích nhà trường cố gắng phát triển hơn với những cái điều kiện thuận lợi hơn so với ngày xưa. Đến với cái hội trường của khóa 1999/2003
công, được công khen của các bạn, được công khen của thầy cô. Thì không có gì, tôi xin gửi đến các bạn cái lời cảm ơn sâu sắc. Khi các bạn quan tâm đến trường, quan tâm nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đấy là một cái truyền thống mà nhà trường dự được rất nhiều năm. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý thầy cô lãnh đạo nhà trường qua cả năm, quý thầy cô giáo và tư công tác và giảng dạy tại trường cùng tất cả các bạn học sinh khóa 1993 lời chúc sức khỏe, chúc các bạn tiếp tục đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, em xin kính mời đại diện của nhà trường lên nhận phần quà của hội quả chúng em trao đến mỗi học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Trường này nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi. Như
trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa. Bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước mơ nước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên cảm thấy thích bố đến với chúng ta hôm nay thì có
là đội trưởng của phòng Minh Vũ sẽ là chủ nhiệm lắm, Minh là có cô Phùng năm lớp 8 là cô Hương, năm lớp 7 là cô Yến, nó đã có cô lớp Phương đến bác. Sáng trong tim bạn bè, những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Làm việc ở
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Kính thưa thầy cô giáo và các bạn thân mến, lòng nghẹn ngào khi về thăm trường cũ còn đây, phường vị sắc hương đầy và bạn bè thì thổi còn thân nghi cùng vui vẻ về hồi ngủ. Thời gian thấm tóc trôi qua, thế là 20 mùa phường vị đã đổi lạ thay hoa. Những ngôi trường ấy, lớp học ấy và đặc biệt ngày hôm nay, mình và các bạn đều đến những người đã trèo lại con thuyền cập bến. 20 năm chúng ta xa rời, hôm nay trở về đây đổi nhớ ấy theo mùa về, lòng nghẹn lòng bao nhiêu cô cậu học trò sau bao năm xa cách. Xin được tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thầy cô giáo và các bạn học sinh ngày hôm nay. Trong không khí trang trọng và xúc động này, chúng ta xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý thầy cô tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Đề nghị các bạn chúng ta chuẩn bị những chiếc máy để chúng em thân đàn để cùng chúc mừng nhiều ta. Một tràng pháo tay thật to để tri ân các thầy cô của chúng ta nào. Rất tuyệt vời. Hôm nay các em cựu học sinh của trường khoa học 99-2003 tổ chức buổi gặp mặt thầy trò với chủ đề 20 năm ngày trở về và kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại mái trường trung học cơ sở thị trấn Cam Lộ thân yêu. Và mà cách đây 20 năm đã gắn bó với các em trong quãng đời đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Thầy rất vui và xúc động gửi lời chào thân thương nhất đến các thầy giáo, cô giáo và các cựu học sinh của nhà trường khoa học 99-2003. Và thầy càng xúc động hơn khi biết các em đã có những hoạt động thiết thực trong thời gian vừa qua khi trở về trường cũ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em cựu học sinh, 20 năm qua các em đã đi đến nhiều nơi. Hôm nay các em có chung một lối về quê hương nguồn cội, về những ký ức trong trẻ lung linh của người học trò, về tri ân mái trường nơi mà hơn 20 năm các em biết tên nhau và gọi tên nhau, về tri ân các thầy giáo cô giáo đã chăn chiu trăn trở trong khó khăn công việc cũng như đời thường.
vì từng sự tiến bộ hàng ngày của các em. Kính thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo và thưa các em, khóa học 99-2003, khóa học 1999-2023, Alipa là khóa học thứ hai của ngôi trường mới đưa vào sử dụng năm học 98-2002. Các em và khóa học có nhiều chứng kiến sự đổi thay của nhà trường. Trong sự ngổn ngang của môi trường mới xây dựng, các em vừa học vừa lao động, không sót buổi nào theo chương trình. Cho đến khi khuôn viên nhà trường mới tạm được quy hoạch, cây xanh mới kịp bén rễ đâm chồi, thì các em phải chia xa. Khi chưa hề được ngồi dưới bóng mát, cây xanh được chính tay mình chăm sóc, chứ chưa nói gì đến cánh phượng hồng trước dọc xe. Các em là khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự khang trang hiện đại và đầy đủ tiện nghi của nhà trường ngày hôm nay. Trường cũ hôm nay đã đổi thay rất nhiều, thầy cô giáo cũ hầu hết đã nghỉ hưu, nhưng những hoài niệm về một thời áo trắng trong những đôi mắt trong veo hồn nhiên vẫn vẹn nguyên. Các em sẽ tìm lại qua khoảnh khắc của thời gian. Cảm ơn các cựu học sinh của nhà trường. Cảm ơn những năm tháng đã qua, cảm ơn quá khứ đã bồi dưỡng làm giàu thêm sự trắc ẩn của lòng người, để quý hơn lòng chân thành, giá trị của sự công bằng và giá trị của sự tôn trọng. 20 năm qua, các em vẫn trọn lòng nhớ ơn, ước hẹn ngày về, làm sống dậy những tình hình ảnh đẹp đẽ giữa mái trường và quê hương của mình. Một lần nữa, xin chúc toàn thể thầy giáo, cô giáo và các cựu học sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Hai phóng sự nhỏ xin gửi đến tất cả các quý vị cùng với các bạn. Chúng ta hãy cùng hướng về màn hình để theo dõi và video tiếp theo. Tại vì ngài đã thấy có
nghe cái việc là từ khi lớn mới phải có điều kiện rồi có thể có tiền hay không. Năm ngoái là tiền năm vừa rồi là mình trả đi. Dạ. Cho nên là em cảm ơn thầy rất nhiều. Từ hôm nay mà em được phép đi, em cũng cảm ơn tất cả các thầy cô luôn. Và em cũng tin là cá nhân là muốn là có thầy được như thầy phát biểu đối lời đại diện cho các thầy cô ở đây để phát biểu và chia sẻ với các bạn. Như các thầy cô cùng tất cả các em xin chào. Hôm nay anh nhìn cái đấy thầy chưa gặp rồi. 20 năm thầy cô mới được gặp nhau tâm sự bao nhiêu niềm vui và buồn. Thì thầy được biết rằng là hồi lớp đây là năm thứ 9. Năm thứ 9 thì nhiều hôm nay thầy cảm thấy rất đúng như vậy. Khuôn mặt là ai cũng có mặt cả. Nói như thế như thầy cái nói là chúng ta có cái trí ức của tuổi thơ mà ai cũng nhớ hết. Một nhà hoạt động văn hóa nói rằng thời gian không xóa nhòa đi để ký ức của một con người thì đúng hôm nay chỉ là ký ức. Và đặc biệt đó, là có cái học trò đó, tôi rất là cảm động, cảm động lắm, tôi kịp nói gì đi hơn. Có lẽ là rất cảm ơn các em tổ chức từ ngày 20 năm ngày trở lên. Chúc các em vui vẻ, mạnh khỏe và có nhiều những con người có cuộc sống phê chí thế. Thầy cô và các bạn thân mến, thế là các bạn trong toàn khóa, em xin cảm ơn thầy cô đã phát biểu ngắn gọn nói lên cảm xúc của mình trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Tập thể khóa xin hứa sẽ duy trì liên lạc, tăng cường hoạt động của lớp, khóa thăm hỏi, thường xuyên trao đổi tâm sự giữa các thành viên, giúp nhau trong cuộc sống và tình bạn trong khóa mãi mãi trong sáng và phát triển bền vững. Hôm nay được gặp lại cô giáo, các bạn tại trường cũ đối với chúng em là một vinh dự, một sự may mắn lớn. Xin cảm ơn thầy cô đã bỏ chút thời gian về tham dự cùng với chúng em. Cảm ơn các bạn đã cùng nhau trở về trường xưa, được ôn lại những kỷ niệm đã qua. Chúng em xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, ban giám hiệu nhà trường đã ưu ái tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng em tổ chức buổi gặp mặt được thành công. Cảm ơn sự hiện diện của cố thầy, quý thầy cô đã mang đến cho chúng em nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã đoàn kết một lòng cùng nhau chung tay xây dựng chương trình hội ngộ này, và đặc biệt cảm ơn các ban đại diện các lớp trong ban liên lạc cựu học sinh lớp khóa 1999-2003 đã đón chúng ta gần nhau hơn. Phần lễ đến đây là kết thúc. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý thầy cô và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo sẽ là phần giao lưu liên hoan ẩm thực văn nghệ 20 năm ngay trở về. Và đây là chúng ta một ly thật đầy để cùng nâng ly và hóa đi thật đi. Xin mời quý thầy cô cùng nâng ly ạ. 1, 2, 3 Yêu 2, 3 Yêu 2, 3 Yêu. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Bạn có nghe tôi bao giờ? Từng ngày trôi qua chúng ta mới hai ta xa lạ, yêu nhau câu hát đang chẳng theo mình.
Oh,
cùng nơi điểm tư du mục văn hóa. Văn Phương xin chào bạn Lưu. Văn Lưu, ngồi chờ chiều thôi. Rám đấy. Tôi xin giới thiệu, tôi là Hồng Lưu. Tôi đến từ lớp... Chị Na. Rồi bắt đầu. Lắc, anh uống cây nhí, anh uống nhí. Lắc chưa, lắc đấy. Câu hỏi cho bạn xin hỏi anh như sau. Trong 12 tháng năm nào thì có ngày 28? Tháng 2. Vâng, xin chúc mừng bạn. Ngoái nào, chúng ta cùng ngoái. Ok, câu hỏi như sau. Có ông da đen, cửa mũ màu đen, mặc áo màu đen, mang giày màu đen, rớt xuống biển đen, hỏi ông bị gì? 5, 4, 3, 2, 1. Vì gì ạ? Chết đuối. Các bạn thấy nó, các bạn lên đúng nhá. Các bạn chắc em luôn nào. Nếu phải về tôi đang sẽ chết đuối được. Xin chúc mừng bạn Minh đã về với vị trí của mình. Câu trả lời là ông ấy bị ướt. Bạn một câu hỏi dành cho bạn tìm như sau. Mời nhạc đó là gì ạ? Một con ngựa quay đầu về hướng đông. Vậy xin hỏi đuôi nó quay về hướng nào? 5, 4, 3, 2, 5. Vâng, xin chúc mừng bạn Tinh. Vâng, bạn Tinh là đặc sế của mình. Nhưng mà cũng mời bạn Trinh là chủ. Dạ, còn đây là bạn Duyên nói lòng phải đã qua rồi. Xin hỏi bạn Duyên trong pháp loài cầu, cầu gì ngắn nhất? 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời trả lời. Nhún. Xin câu hỏi của bạn như sau. Trong tất cả các loài răng, răng nào là loài răng có sâu cùng? Vâng, răng khôn đúng không ạ? Vậy bạn Tinh ăn được đây, răng khôn đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn Điệp. Bạn là người về tiếp theo. Bởi vì trong các loài răng, răng sâu cùng chỉ là răng già, răng khôn rụng, răng già thôi. Xin mời bạn về cho hội. 1 bằng 3, 4, 3, 2, trả lời là phải chính xác. Đúng không bạn ạ? Đúng không? Xin chúc mừng bạn nào. Con bỏ con người ta gọi là con bê. Thế con lừa mẹ người ta gọi là con gì? 2, 4, 3. Con lừa. Là con lừa đúng không mọi người? Con lừa này chính là con hư. Con hư đúng không? Đáp án là chính là con hư. Con lừa mẹ là đấy. Con nào là thức ngủ triền miên? 5, 4, 3. Xin nhắc lại, trong tất cả các con nào là thức ngủ triền miên? Mãi mà đây tôi về rồi. Tỉnh, mình hỏi bà Thu. Hai đứa yêu nhau mà hát thò cả ngày thì người ta gọi là tình gì? 4, 3, 2, 1. Thank you.
trong